Everybody, no more COVID. No more COVID. Mắt mũi miệng. Kha Tú xin cảm ơn chị Hương tài trợ cho 1.000 chai xịt kháng khuẩn chống virus do BCA sản xuất tại Hoa Kỳ. Và mọi người hãy an tâm là trong giai đoạn này chúng ta có thể sống với COVID một cách an toàn vì đã có sản phẩm tối ưu của Dr. Lenny Johnson. Ông đã miệt mài trong suốt 16 năm qua với 18 bằng sáng chế và trong đó có 2 bằng sáng chế và liên quan đến bảo vệ cho chúng ta phòng ngừa không có dính COVID. Và một tin vui thứ hai nữa, đó là từ ca sĩ Randy. Người em của ca sĩ Randy là dược sĩ Quách Sĩ Bình tại thành phố Houston hỗ trợ cho 500 lọ thuốc Tylenol, mỗi lọ là 100 viên và 50 lọ thuốc khác liên quan tới phổi để mà chống lại COVID. Kha Tú sẽ chuyển hết những cái dược phẩm này và chia cho bà con Việt Nam của chúng ta những cái vùng mà đang gặp nạn nhiều nhất. Quý cô bác, anh chị nào mà đang lo sợ khi đến những nơi đông người thì xin hãy an tâm đến với chương trình Hoài Niệm để xem những bản tình ca trước năm 1975 với một không khí của Sài Gòn xưa, vì đã có chị Hương hỗ trợ 2 bình thuốc xịt kháng khuẩn chống lại COVID cho toàn khán phòng và tất cả quan khách đến tham dự. Quý vị nào chưa có vé xin hãy liên lạc với Khả Tú qua số điện thoại 714-724-1584, 714-724-1584. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời. Tôi sẽ